Rượu tấn khửn là gì? Cách ngâm rượu tấn khửn. Tấn khửn là bài thuốc thường được đồng bào dân tộc vùng cao truyền miệng qua nhiều thế hệ, không ngừng hoàn thiện dựa vào kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế của người dùng. Vì vậy, rượu tấn khửn có nhiều công thức, được kết hợp từ nhiều vị thuốc khác nhau, có thể là bình rượu ngâm từ 3 vị, 7 vị, 9 vị. Số vị thuốc dùng để ngâm rượu sẽ có ảnh hưởng nhất định đến chất lượng, công dụng, hương vị của rượu ngâm. Nhưng nhìn chung, tất cả rượu tấn khửn hiện nay đều được ngâm bằng 3 thành phần chính là quả chí chuôn chua, dây cua trừ ma và cây tấn khửn. 3 thành phần này được mang về thái nhỏ, phơi khô, cho vào bình ngâm rượu để tạo ra loại rượu tấn khửn tốt cho phái mạnh. Rượu tấn khửn giúp tăng cường sinh lý nam giới. Nó được đánh giá là thần dược phòng the giúp vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc viên mãn. Khi sử dụng rượu tấn khửn, nội tiết tố của nam giới sẽ được cân bằng, ổn định. Testosterone nội sinh cũng tăng lên giúp sức nam giới dẻo dai, sung mãn. Nhiều ý kiến cho rằng rượu tấn khửn giúp hỗ trợ điều trị suy nhược thần kinh hiệu quả. Khi dùng rượu tấn khửn lâu năm, người dùng sẽ có làn da hồng hào, khỏe khoắn. Hơn nữa, nhờ nội tiết tố ổn định, sức khỏe tốt nên nam giới sẽ cảm thấy trẻ trung và yêu đời hơn. Các công thức ngâm rượu tấn khửn cũng giúp hỗ trợ điều trị bệnh liệt dương, xuất tinh sớm, giảm đau lưng do sinh lý kém, giúp nam giới duy trì phong độ đỉnh cao.